có món gì siêu ngon con muốn ăn thử. Không được. Gì thử cái kia. Đồ ăn nó uống bên ngoài không hợp vệ sinh đâu con. Đi mà. Thôi để mẹ dắt con tới chỗ này chắc chắn là con sẽ thích. Khi con vào cấp 1 thì bé đã bắt đầu thích thử rất nhiều cái món ăn ở bên ngoài rồi. Mặc dù là biết ăn vặt ở bên ngoài đường là không tốt đó, nhưng mà vì cái tính tò mò nên hay đòi thử lắm. Từ nhỏ thì tôi đã dạy cho con nghe về các thành phần dinh dưỡng ở trong mỗi bữa ăn của con là gì. Ban đầu là để giao tiếp với con và chỉ cho con các loại thực phẩm khác nhau, lựa chọn thực phẩm tốt cho con. Biết rồi thì thoảng bé còn phân tích ngược lại cho mẹ nữa. Dặn mẹ là nên ăn cái này, lúc thì không nên ăn cái kia, ra vẻ lắm. Hôm đi siêu thị, mình bảo là hôm nay con thích ăn cái gì thì cứ lấy. Không biết thế nào mà bé chạy ngay đến cái quầy sữa Nuvi á, rồi lấy một lốc sữa tươi trái cây đưa cho mẹ, nói vanh vách các thành phần ở trong đấy luôn. Trời ơi, mình cũng ngạc nhiên lắm nha. Hóa ra là uống ké sữa của một người bạn trên lớp và nhìn thấy ở trên mạng rồi nhớ tới giờ luôn á. Nuvi sữa tươi trái cây, sử dụng sữa tươi một nguồn duy nhất từ trang trại bò sữa Nutimilk Gia Lai. Chất lượng sữa thì ổn định nè, hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ sung cái nước ép trái cây từ tự nhiên và không có chất bảo quản nữa, nên là mình rất yên tâm để cho con mình sử dụng. Việc bổ sung các nhóm vitamin hỗ trợ sáng mắt nè, tăng cường trí nhớ và hỗ trợ phát triển chiều cao. Mình còn được biết là công thức sữa còn được nghiên cứu bởi các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, nên là mình rất yên tâm vì con mình có đầy đủ dưỡng chất để phát triển toàn diện. Tôi chọn lắng nghe và quan sát con mỗi ngày để lựa chọn cho con những điều tốt nhất. Tôi an tâm chọn Nuvi cho con. Bạn hãy cho con mình cùng thử nha. Nuvi, tự hào chinh phục tình yêu của mẹ và bé trên khắp Việt Nam.